Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với máy lọc nước Alphaline. Ở phần trước mình có giới thiệu cho các bạn các linh kiện để ráp thành một cái máy lọc nước RO. Thì phần này mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn cách lắp ráp các linh kiện lại với nhau để tạo thành một cái máy lọc nước RO hoàn chỉnh. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông theo dõi để nhận được thông báo video kế tiếp mình ra là hướng dẫn cho các bạn đấu điện cái máy lọc nước RO. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Các bạn nhớ tham khảo video cho kỹ thì mới làm được nha. Không nên bỏ qua video mà tua nhanh thì khi đó các bạn không xem hết các chi tiết mình lắp đặt thì có thể dẫn đến lắp đặt sai cái máy lọc nước RO nha. Đầu tiên là các bạn sẽ đấu các nắp cốc. Mình mở các nắp cốc ra để mình dễ thao tác đấu các to khúc vào. Và các bạn nhớ mở cái cốc màu trong thì mình nhớ bỏ qua một bên để mình khỏi lộn nha. Và màu trắng thì bỏ qua một bên. Đó. Thì các bạn lưu ý trên các nắp cốc nó sẽ có đường in và đường out tương đương với là vô và ra. Thì mình sẽ thao tác và nói khi đường in thì gắn gì và out gắn gì, các bạn nhớ chú ý nha. Thì cốc số 1 gọi là cốc trong suốt thì đường in của nó mình sẽ dùng cái co ren 13 phi 10 để mình đấu vào. Thì trước khi vặn vào thì mình nhớ quấn băng keo su non, ở nơi khác thì có thể gọi là băng tan hoặc là cái sinh. Thì các bạn quấn tầm 25 vòng thì là được. Rồi, mình quấn xong thì mình sẽ dặn vào cái đường in của cốc lọc số 1. Đó. Và các bạn dặn cho hết vào. Khi nào cứng tay gì thôi. Tránh trường hợp xì nước. Rồi, và đường out của cốc lọc số 1 mình sẽ dặn một cái co gọi là co ren 13 phi 6. Các bạn quấn cho mình cũng 25 vòng. Các bạn nếu thấy hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Các linh kiện này bên mình có bán đầy đủ, bạn nào cần mua thì cứ inbox, Zalo, hotline của mình. Mình sẽ báo giá. Bên mình có cung cấp cho đại lý hoặc là cửa hàng máy ráp hoàn chỉnh với giá cực ưu đãi. Thì cái đầu in của cốc số 1 thì cái co nó sẽ quay qua đây và cái đầu out nó sẽ quay ra qua bên đây, quay ngược lại với cái co phi 10 nha các bạn. Rồi xong cốc số 1 mình bỏ qua bên. Giờ tới cái cốc số 2. Cốc số 2 thì in đường in của nó thì các bạn vặn cho mình cái T căng 13 phi 6. Bạn cũng quấn cam su non vào tầm 20 vòng. Nhớ là cái T này gắn vào đường in nha. Rồi, đường out sẽ là các bạn vặn cái co 13 phi 6 và nó sẽ quay qua bên này.
lốc số 3 thì đầu in các bạn cũng vặn cho mình cái Coren 13.6 nha. Còn out thì mình cũng vặn là cái Coren 13.6. Rồi tiếp theo mình sẽ gắn cái bát RO vào cái mấy cái nắp cốc này. Thì các bạn lưu ý này, cách sắp xếp sẽ là như sau. Đây, in sẽ quay ra ngoài, xong tới out, out thì cái con nó sẽ quay qua đây. Và cái này cốc số 2 sẽ là đường in có cái T và đường out sẽ ra cái con qua đây. Và cốc số 3 sẽ là đường in có cái con đây và đường out sẽ co quay qua đây. Và các bạn sẽ để như cái bát RO như thế này, sau đó vặn các cái ốc vào. Rồi bây giờ mình sẽ vặn ốc vào nha. Đó thì các bạn canh bốn cái lỗ ở trên cái nắp cốc trùng với bốn cái lỗ trên giá RO thì mình sẽ vặn vào. Rồi xong, bây giờ là mình sẽ đấu cái, gắn cái bơm vào với adapter vào trên cái giá nữa này. Đây, và cái bơm thì các bạn sẽ vặn hai cái Coren 17.6 vào đây, và các bạn nhớ để ý cái đường ra đường vô của bơm để chặt mình đấu khỏi lộn nha. Mình cũng quấn cái xenon vào. Sẽ bắn vào và cái co nó sẽ quay ra phía ngoài đây nha, vuông góc. Cái bên này cũng tương tự. Đây là mình hướng dẫn chi tiết cho các bạn, chứ nhiều người người ta không có hướng dẫn chi tiết như vậy đâu nha. Đó, mình cũng vặn bên này vào, cái co vào. Rồi, ok, xong. Bây giờ mình sẽ gắn cái bơm vào. Bơm vào, mình sẽ ngồi qua đây, bạn dễ thấy thì bơm mình sẽ bỏ bên trái của cái bát RO này, mình canh cho nó đúng lỗ của bốn cái ấy trên
bát rửa ô mình sẽ vặn, mình cố định cái bơm lại. Đó. Ok, vậy là gắn bơm xong. Đây, tiếp theo mình sẽ gắn cái cục adapter lên. Cục adapter, cái dây điện thì các bạn quay qua bên đây, và cái dây nguồn thì các bạn quay ở đây. Bạn để cho nó trùng với cái lỗ ở trên cái giá treo này. Bạn ở dưới bạn sẽ đưa hai ốc lên và giữ. Bạn cố định cái cục adapter lại. Rồi. Như vậy mình gắn xong bơm với adapter. Tiếp theo mình sẽ gắn cái van điện từ vào cái giá RO này. Và các bạn để ý là cái van điện từ này nó sẽ có cái hướng mũi tên này, là nước sẽ đi vào đây và ra đây. Thì các bạn sẽ quay, nước sẽ đi bên phải vô và ra bên trái. Thì các bạn nhớ để ý nha. Và trước khi gắn vào, các bạn gắn dây điện vào cho mình. Đó, các bạn sẽ gắn vô cái bát RO và gắn lên ngay chỗ đây. Các bạn nhìn video là để ý nha, chứ mình cũng không biết chỉ cái vị trí nào. Đó, và cái có dây điện nó sẽ quay qua bên phải nè. Như trên video thì các bạn thấy. Rồi các bạn dùng ốc cố định cái van điện từ này lại. Sau đó là các bạn sẽ gắn hai cái kẹp đơn lên cái ô này để mình kẹp cái vỏ màn. Tới bước này thì tương đối nó cũng sắp hoàn thiện cái bước đấu rồi nha các bạn. Đó. Rồi. Bên này tương tự. Rồi, vậy xong, giờ bắt đầu mình sẽ đấu cái đường nước cho nó này. Để mình chưa có gắn cái vỏ màn đồ hay mấy cái linh kiện vào lên đây. Tại vì khi gắn ở đây thì nó sẽ bị cái không có cái không gian để mình đấu ấm nước nha. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ đấu trước ấm nước vào này. Đây, đầu tiên các bạn sẽ đấu từ đây qua đây cho mình. Đó. Nè, cắm vào. Đo đúng khoảng cách. Cắt. Ống. Theo sẽ là từ van điện từ vô bơm này. Đó, nấu van điện từ vô cái bơm này. Và từ van điện từ sẽ xuống cốc lọc số 3. Thì mình đấu vào dài cho nó dễ, còn cái đường nước đi thì tí mình sẽ chỉ lại cho các bạn nha.
quan điện tử sẽ xuống cấp lọc số 3. Đó, và từ cấp lọc số 1 thì qua cấp lọc số 2. Mình đấu luôn. Các bạn cứ đấu theo mình, tí là mình sẽ nói lại cái đường nước đi cho các bạn dễ hình dung. Rồi, từ góc lọc số 2 sẽ lên van áp thấp. Đây, van áp thấp. Các bạn không nhớ đấu cái dây điện vào luôn. Van áp thấp và cắm vào dây. Đo đúng dây xong rồi mình cắt xuống đi có lọc số 2. Và từ cái bơm nó sẽ bơm lên cái màng lọc RO. Bơm thì cái đầu bên đây các bạn cũng, đầu bên đây các bạn cũng lấy một dây cho nó lên cái màng lọc RO. Đó, thì các bạn luồn ra sau này, nó lên đây cho nó gọn. Các bạn đo nhắm nhắm lên cái màn lọc RO, các bạn cắt. Đó, rồi bây giờ mình sẽ nói chi tiết cái đường nước đi của máy này. Đầu tiên là cốc lọc số 1. Nước sẽ vào cốc lọc số 1. Sau đó từ cốc lọc số 1 nó sẽ qua cốc lọc số 2 ở đằng sau này. Cốc lọc số 1 nó sẽ qua cốc lọc số 2. Và chỗ này có cái T, thì cái T này á là một đầu từ cốc lọc số 1 nó sẽ vô cốc lọc số 2, và từ cái T này một đầu nó sẽ đi lên cái van áp thấp. Đây, áp thấp. Cái van áp thấp này nó có chức năng là nó đo cái dòng nước vô này từ cốc lọc số 1 này. Nếu mà yếu á thì nó sẽ không cho cái máy bơm này bơm, để tránh trường hợp cháy máy bơm. Đó, và từ cốc lọc số 2 này, cái T đây nước nó sẽ vô cái cốc lọc số 2. Nó sẽ qua cốc lọc số 3. Đây các bạn ở đằng trước. Đây nó sẽ qua cốc lọc số 3, cốc lọc số 2 nó sẽ qua lọc số 3. Bởi vậy lúc nãy mình có nói cho các bạn là cái nắp cốc các bạn nhớ để ý in out để mình đấu cho nó đúng đó. Đó, qua cốc lọc số 3. Từ cốc lọc số 3 nó sẽ lên cái van điện từ. Đây. Từ cốc lọc số 3 nó sẽ lên cái van điện từ. Van điện từ. Cái van điện từ này nó có chức năng là nó khi có điện nó sẽ mở, còn không có điện nó sẽ đóng. Đóng cái van này để tránh trường hợp là nước nó sẽ đi tự do trong cái máy mà nước nó sẽ đi ra bên ngoài làm lãng phí nguồn nước của mình. Đó, rồi từ cái van điện từ này nó sẽ đi vô cái bơm. Van điện từ sẽ vô cái đầu hút của bơm, đầu nước vô của bơm. Và từ cái bơm này nó sẽ hút, nó đẩy lên cái màn, đẩy lên cái màn lọc RO. Đây, mình sẽ đi ra đằng sau và lên đẩy lên cái màn lọc RO. Rồi, xong. Bây giờ mình sẽ cố định các da cái ống dây lại để cho nó gọn. Mình dùng dây rút cố định các dây này lại. Như vậy là nó cũng tương đối gần xong với đường nước rồi. Giờ mình chỉ cần đấu bỏ màng vào với van áp cao vào là ok, là xong phần thứ hai. Phần thứ ba mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đấu điện. Các bạn nhớ theo dõi, đăng ký kênh để theo dõi nha. Rồi xong. Bây giờ tiếp theo mình sẽ đấu cái vỏ màng vào. Đây cái vỏ màng. Trên thị trường có hai loại vỏ màng là vỏ vàng nối nhanh và vỏ màng vặn ren. Thì đây mình đang sử dụng vỏ màng vặn ren. Vì vậy mình sẽ dùng các co ren, gồm hai cái co ren phi 10 và ống phi 6 để mình vặn vào. Thì các bạn nhớ lưu ý trên cái vỏ màng thì nó có hai đường nước ra, một là đường nước thải và một là đường nước sạch. Thì đường nước thải các bạn để ý này, nó sẽ nằm lệch qua một bên của cái vỏ màng thì nó là đường nước thải. Còn cái một đường thì nó nằm tương đối ở giữa thì nó là đường nước sạch. Và trên đầu này là đầu nước cấp vào. Thì trên đầu nước cấp vào các bạn vặn vào cái co ren cho mình. Co ren 13 phi 6.
Coren 10 V6 các bạn cũng quấn cao su non vào. Rồi còn cái đường nước sạch và nước thải, đây đường nước thải thì các bạn dặn cái Coren 10 V6 vào, còn đường nước sạch là các bạn dặn cái co van một chiều nha. Rồi cái co 10 V6 vào đường nước thải. Bên nước sạch thì các bạn dặn co van một chiều vào. Co van một chiều này á, thì nó có chức năng là nước nó chỉ đi một chiều ra van áp cao và xuống bình áp thôi, mà nó không có đi ngược nước lại, để tránh trường hợp là áp suất từ bình áp sẽ đẩy nước đi ngược trở lại và nó ra đường nước thải. Coren một chiều vào cái vỏ mạc. Đây nó phân biệt bằng cái màu này, màu hồng này, là nó là ren một chiều. Rồi xong, bây giờ cái đường nước thải các bạn sẽ lấy một đoạn dây phi 6. Các bạn cắm vào nước thải và cắt một đoạn. Sau đó ta sẽ gắn cái van thải đã thải phân lâu 300 vào. Và nó có cái mũi tên này, hướng mũi tên này, các bạn cắm vào đây. Còn bên nước sạch thì các bạn cũng dùng một đoạn dây ngắn bằng cách. Sau đó là gắn cái van áp cao vào. Đây, đây là van áp cao. Thì cái này bạn cũng cắm dây điện vào cho mình. Còn cách đấu dây điện thì mình sẽ hướng dẫn sau. Ở đó cái áp cao này thì nó không có đầu ra đầu vô, các bạn cắm bên nào cũng được nha. Rồi các bạn cắm vào đó, còn một bên còn lại thì các bạn cắm một đoạn dây vào để lên cái các lõi lọc chức năng này, các bạn nhắm các bạn cắt ra đó. Sau đó các bạn gắn cái vỏ màng này vào cái gạch đơn này. Đó, các dây điện thì các bạn cho ra phía bên ngoài, ngoài sau để mình đấu dây điện ngoài sau cho nó gọn. Đó, cái dây máy bơm này, từ máy bơm lên này thì các bạn sẽ gắn vô cái vỏ màng này, cắm vào. Còn cái dây từ van áp cao đây á, là tí mình gắn cái loại chức năng vào này. Đây mình sẽ gắn cái chức năng vào. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái loại cái chức năng vào này. Mình sẽ dùng hai cái kẹp lẹp, hai cái càng lẹp kẹp vào cái vỏ màng RO. Đó, càng lệch là một đầu to một đầu nhỏ đó. Đó, sau đó mình sẽ kẹp bộ lõi chức năng lên. Đó, và cái đường dây từ van áp cao này, đường dây từ van áp cao các bạn sẽ cắm vào cái T của cái bộ lõi chức năng này. Còn cái đầu T này thì xuống van bình áp, thì trong kênh mình có cái video là hướng dẫn các bạn lắp đặt cái máy lọc nước RO không tủ á, thì các bạn vào kênh mình tìm xem.
Tiếp theo là mình sẽ gắn cái dây nút ngắn áp thấp vào. Thì trên cái bát radio nó có cái lỗ ở đây, các bạn luồn cái dây vào đây, sau đó dùng cái nắp này dặn cố định cái nút này lại. Và cái dây điện thì tất cả dây điện các bạn cho ra là sau, để phần 3 mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đấu điện nha. Cho ra sau hết. Rồi ok, vậy là như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn là cách ráp các linh kiện lại với nhau. Và phần 3 mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn đấu dây điện hoàn chỉnh để cho máy lọc nước nó hoạt động. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để theo dõi phần 3 nha. Bây giờ mình xin kết thúc cái phần 2 tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.